Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ được tiếp tục đi tô màu. Năm nào mới trở đi? Chưa hiểu đâu. Lúc trước đi nếu gì nó bảo là mà xong nó nếu gì mỗi năm này là gì nhưng mà nó vẫn đi mà mình cái này nó đi vẫn như đi thôi nhưng mà nó không mà đâu kiểu nó có đi đấy đi vào mấy nhà thôi không vào hết anh em thôi vẫn đi cùng anh em vẫn đi cùng một tao mà chả đi cái gì mày đi chắc là đi ngày bình thường. Nếu vẫn phải vào nhà ngã bố mình nhớ cần thiếu thì phải hỏi. Ôi, là vẫn đi. Đi nó vẫn đi vào nhà Hiếu. Nhà Hiếu đấy vào ăn các thứ thì trở vào đóng tiền đấy trở ăn trở vào đêm luôn. Ai bảo nó bảo à? Nó bảo à? Nó chủ đấy. Nó chủ như thế nào? Nó chê xe. Đây. Thầy gư. Thầy gư cái này. Mà kiểu nó dài dài như là cái chai nước rửa. Có lẽ cái lon bia dài này. Cái lon này cái gì? Hôm qua tao đợi bác cái đó, cái đó chai đấy bên nào. Lon như nào? Lon bia. Nhưng mà nó nhiều. Ừ nhiều. Nhưng mà ta đến biết bóng. Kẻ bóng ra thì mày quẩy ra. Yêu em đâu. Mày đang rất chữ. Đây. Đây, đây mẹ, bố mẹ đấu trời trong nhiều chữ nô nị mẹ nhất là thằng dấu đỏ mới nhiều.
nhất. Vậy là mình đã công bố xong các bạn ạ.